Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua một cái vòng đeo tay thông minh giống như mình đang đeo đây thì các bạn có thể tham khảo qua tại Xiaomi cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh Huawei Band 6. Đấy, giá như nào các bạn thì lấy trên hình nhé. Thế thì cái Huawei Band 6 này thì trong suốt cái quá trình mình sử dụng thì mình cực kỳ hài lòng với nó bởi rất nhiều cái yếu tố. Thứ nhất đó là cái màn hình của nó đủ lớn và cái thao tác ở trên màn hình này thì nó sướng hơn nhiều so với cả trên Mi Band 6. Thứ hai nữa đó là cái pin của nó rất là trâu, như mình sử dụng được trong khoảng 5 đến 7 ngày là rất là thoải mái. Còn công bố nhà sản xuất thì là 14 ngày nhưng mình chưa bao giờ dùng đến tầm đó. Màn hình AMOLED nhìn ở ngoài trời nắng rất là rõ ràng luôn. Và kháng nước 5 ATM thì đủ cho mình có thể đi bơi được. Cái mẫu đồng hồ này thì mình thấy là có rất là nhiều các chế độ luyện tập thể thao. Và đặc biệt nữa cái tính năng mà mình thích ở đây là gì? Đấy là cái đo chỉ số stress. Đấy, cái này mình thấy rất là tiện luôn. Màn hình này thì hiển thị rất là nhiều những thông tin. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Rồi, và ngoài cái việc là đo nhịp tim, đếm số bước chân, luyện tập thể thao thì nó có đo nồng độ oxy trong máu, đo mức độ căng thẳng các thứ, rất nhiều thứ luôn. Và cái phần theo dõi giấc ngủ thì cực kỳ chuẩn xác. Mình đã có một cái video đánh giá rất là chi tiết về cái mẫu vòng đeo tay thông minh này rồi, anh em có thể tham khảo qua nhé. Và bản thân mình nói là làm đấy, mình đã lựa chọn cái này thay vì lựa chọn Mi Band 6, nó là như thế. Được chưa? Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Game Mobile, bạn hỏi là em vừa mua được con Mi 11 Pro mới kèm sạc 14 triệu tròn, vậy có phải là quá hời cho một flagship của Xiaomi hay không? Và hiện tại thì có nên chờ đợi giảm giá các flagship để mua hay không ạ? Rồi, ok. Đầu tiên là đây là một mức giá rất là hời. Tại sao lại như thế? Bởi vì là cái Mi 11 Pro mức giá như này thì nó cũng chỉ ngang với cả một cái Mi 11 thôi. Trong khi đó thì Mi 11 Pro nó có quá nhiều điểm cải tiến hơn so với cả Mi 11. Đầu tiên là cái màn hình của nó thì sẽ có Dolby Vision người đã. Thứ hai nữa đó là cái kháng nước kháng bụi của nó là IP68, cái điều mà Mi 11 không có, điều rất quan trọng đấy nhá. Rồi tiếp tục nữa nào, nó sẽ có Hi-Res Audio với cả Wireless luôn. Rồi là nó sẽ có camera ngon hơn, pin của nó cũng trâu hơn, sạc của nó cũng sẽ nhanh hơn. Nghĩa là rất nhiều những điểm cải tiến so với cả Mi 11. Và mình cảm thấy rằng là Mi 11 Pro rất xứng đáng với tầm tiền mà bạn bỏ ra. Ở trong cái tầm giá này chúng ta đã được lựa chọn một sở với thiết kế màn hình cong này, rồi là màn hình 2K cộng tần số quét 120Hz và có thể sử dụng song song cái điều đó. Camera khá ổn, pin 5000 sạc 67W, loa ngoài loa kép tinh chỉnh bởi Harman Kardon và có kháng nước kháng bụi là IP68 như là những sản phẩm flagship khác. Kính cường lực thì là Gorilla Glass Victus rồi. Vậy nên là mình nghĩ là Mi 11 Pro xứng đáng để bạn bỏ ra 14 triệu để mua đấy. Còn có nên chờ đợi các flagship để giảm giá để mua hay không ấy thì quan trọng nhất là nhu cầu của bạn là gì. Nhưng ví dụ như với mình thì mình thấy là những cái hãng mà họ hay giảm giá nhiều thì chúng ta nên chờ đợi. Chứ còn các cái hãng mà họ ít giảm giá thì cũng không nên. Ví dụ như Apple thì mình nghĩ là không nên lắm, bởi vì Apple nó giảm giá cũng không nhiều đâu. Nhưng ví dụ như Samsung giảm giá nhiều này, Xiaomi thì lại không nhiều đâu nhá, thì cũng không nên quá chờ đợi cái đấy. Nhưng Samsung giảm giá nhiều này, Sony giảm giá nhiều này, Google Pixel cũng sẽ giảm giá nhiều này. Đấy, kiểu như vậy. Còn LG với HTC thì coi như là xong rồi gì nữa. LG thì xong rồi, HTC thì cũng sắp xong thôi. Đấy, thì mình nghĩ là cũng có thể chờ đợi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Đỗ Hùng, bạn hỏi là chào anh Dương, em đang xài Pixel 4 XL thì có nên đổi lên Pixel 5A 5G hay không? Hay là đợi Pixel 6? Em cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe. Đầu tiên ấy là mình sẽ loại luôn cái Pixel 6 ra. Bởi vì sao? Bởi vì là Pixel 6 giá nó sẽ rất là cao. Bạn có chấp nhận được cái việc bỏ ra một số tiền quá cao để mua Pixel 6 hay không? Đấy. Còn Pixel 5A, 5G thì giá nó sẽ tầm khoảng 10 triệu. Nghĩa là nó sẽ đắt hơn Pixel 4 XL khoảng 2 triệu, 2 đến 2 triệu rưỡi gì đó. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ còn nên xem là có cố lên hay không nhá. Cá nhân mình thì mình sẽ thấy như sau này. Đầu tiên là Pixel 5A là nó sẽ có 5G, cái điều mà Pixel 4 XL không có cái đã. Cái thứ hai nữa đó là nó sẽ có một cái thiết kế nó gọn gàng hơn. Mặc dù màn hình thì cũng đều là 6.3 hay là 6.34 inch, xem với nhau thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái viền nó mỏng hơn, là kích thước của nó sẽ gọn gàng hơn đấy. Nhưng con chip của Pixel 5A thì sẽ không bằng đâu nhá. Chip Snapdragon 765 sẽ không thể bằng được chip 855 đâu. Về camera thì Pixel 5A sẽ có phần tốt hơn đấy. Mặc dù nó không có camera tele nhưng mà cái camera cũng rộng, mình nghĩ là nó thực tế hơn. Về pin thì nó cũng sẽ trâu hơn luôn, trâu hơn nhiều luôn đấy. Đấy, nghĩa là nó sẽ bị cắt giảm đi về phần hiệu năng này, kháng nước của nó thì không còn là IP68 mà nó chỉ là IP67 thôi. Và cái màn hình của nó thì cũng không phải là 90Hz mà nó chỉ là 60Hz thôi. Tuy nhiên, chính ra mình nghĩ là nếu chúng ta cần một chiếc điện thoại đủ dùng
thì lựa chọn Pixel 5a sẽ là đủ dùng hơn đấy, hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài hơn đấy. Nhưng chính vì Pixel 4XL bây giờ là giá nó đang ngon và rẻ hơn nhiều, nên là nếu mà là mình tại thời điểm bây giờ nhá, thì mình vẫn sẽ lựa chọn Google Pixel 4XL, được chưa? Vì giá và vì một cái hiệu năng nó tốt như vậy. Còn tất nhiên mình biết là với nhiều người 7.65 là đủ dùng rồi, thì có thể là ở Pixel 5a cũng được, chả vấn đề gì cả. Nhưng mình thì mình sẽ nghiêng nhiều hơn về Pixel 4XL trong trường hợp này. Còn Pixel 6 thì thôi đừng có đợi vì giá nó sẽ cao lắm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn đọc tên buồn cười. Bạn hỏi là chào anh Dương, em có khoảng 12 triệu muốn mua điện thoại, nhu cầu là chơi game và chụp ảnh sạc nhanh, anh tư vấn giúp em với. Em đang phân vân Black Shark 4 mà dịch này không có hàng. Rồi, đầu tiên là Black Shark 4 ấy, thì nó đáp ứng được các yêu cầu này các bạn như sau này. Chơi game, ok tốt. Sạc nhanh, phải nói là quá nhanh luôn, hơn 20 phút là đầy pin rồi. Còn chụp ảnh thì lại bình thường. Còn nếu bạn muốn đồng đều cả ba yếu tố này thì bạn có thể mua chiếc Realme GT Master Explore. Đây là chiếc điện thoại chơi game tốt với con chip 870. Tất nhiên không tốt bằng Black Shark 4 nhưng nó có chơi game không hề tệ, rất là ngon, cũng vẫn rất ngon. Chụp ảnh của nó thì đẹp hơn Black Shark 4. Và sạc của nó thì mặc dù không nhanh bằng Black Shark 4 nhưng sạc của nó cũng đã quá nhanh rồi. Vậy nên để đồng đều về nhiều yếu tố, cả chụp ảnh, cả chơi game, cả sạc nhanh nữa, thì mình nghĩ là Realme GT Master Explore sẽ đồng đều hơn so với Black Shark 4, được chưa? Còn nếu mà chúng ta yêu cầu yếu tố chơi game nó phải gọi là chỉ là chơi game không thì lại là Black Shark 4 này rất là hợp lý. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Phong Vũ Trần. Bạn hỏi là chú tư vấn giúp con với, nên mua iPhone 11 Pro Max hay là cố lên iPhone 12? Chúc kênh chú nhanh có nút vàng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn sẽ phải cân nhắc cái điều này nhá. Nghĩa là từ 11 Pro Max mà lên iPhone 12 bạn sẽ được cái gì và bạn sẽ mất cái gì. Đầu tiên là bạn sẽ được 5G. Cái này rõ ràng rồi. Sử dụng lâu dài thì 5G sẽ cần thiết nhé. Bây giờ thì chưa cần thiết lắm đâu, nhưng mà vài năm nữa là bạn sẽ biết mặt nhau ngay, được chưa? Bạn sẽ được một sản phẩm hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài hơn. Bạn sẽ được một sản phẩm với hiệu năng tốt hơn, camera chính ngon hơn. Nhưng bạn sẽ mất ở đây là gì? Bạn sẽ không còn camera tele nữa. Bạn sẽ không có thiết kế sang trọng bằng. Bạn sẽ không có màn hình lớn bằng. Bạn sẽ không có thời lượng pin trâu bằng. Đấy. Bạn có chấp nhận đánh đổi hay không? Nếu bạn chấp nhận đánh đổi thì được. Còn nếu không thì mình nghĩ là nếu mà muốn một cái điện thoại mà nó đồng đều về nhiều yếu tố hơn thì chính ra là 11 Pro Max là đồng đều hơn đấy. Đấy, nhưng mà cái iPhone 12 ấy thì mình nghĩ là nếu mà là mình bây giờ thì nói thật nhá, mình sẽ lựa chọn iPhone 12 chứ không phải là 11 Pro Max. Đấy. Còn tất nhiên mình biết là vẫn rất nhiều người lựa chọn 11 Pro Max, nhưng mình sẽ lựa chọn 12 bởi vì quan trọng nhất là cái nhu cầu của mình. Mình cầm một chiếc điện thoại hỗ trợ lâu dài, hiệu năng tốt hơn, camera ngon hơn, rồi là cầm nắm nhẹ nhàng hơn. Đấy, chứ mình không thích to với nặng như là 11 Pro Max đâu, nên mình sẽ lựa chọn 12. 12 là vừa tay đối với mình rồi. Thì quan trọng nhất là nhu cầu của chúng ta thôi. Chứ còn không biết ý kiến anh em như nào, có thể để lại comment nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tú Chu. Bạn hỏi là anh Dương cho em hỏi thời điểm này mua Vsmart Aris còn ổn hay không? Em dùng tác vụ cơ bản và chơi một vài tựa game như là Liên Quân thôi ạ. Cảm ơn anh. Rồi, với cái nhu cầu của các bạn thì mình thấy là đầu tiên là Vsmart Aris bây giờ chỉ loanh quanh tầm trên dưới 4 triệu thôi. Tác vụ cơ bản vẫn rất tốt và thậm chí đây là chiếc điện thoại có hiệu năng tốt nhất ở trong phân khúc hàng chính hãng với tầm giá 4 triệu, chip 730. Đấy. Còn lại thì 4 triệu thì bạn sẽ mua được Redmi Note 10, nhưng mà Redmi Note 10 chỉ là chip 6.78 thôi, không thể bằng chip 730 được. Còn chơi game thì cũng ok. Còn Vsmart Aris thì sẽ có một số những ưu nhược điểm như sau này. Thiết kế đẹp là ưu điểm này, màn hình đẹp là ưu điểm này, hiệu năng tốt là ưu điểm này, nhưng camera tệ là nhược điểm này. Và pin thì ở mức độ bình thường, sạc thì không phải quá nhanh, nhưng hộp phụ kiện thì rất là đầy đủ và cái bảo hành 18 tháng thì lại là ưu điểm. Nhưng mà nhược điểm là Vsmart rút ra khỏi thị trường nên là nó sẽ khiến cho người dùng nó hơi lăn tăn một tí, đấy, kiểu kiểu như vậy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đây là một góp ý của bạn Đoàn Nhật Hào. Bạn ấy góp ý là chú Dương trên TikTok thì nhí nhảnh dễ thương, có một chút lầy lội nữa nha, còn bên YouTube thì nghiêm túc nhưng vẫn dễ thương, không biết chú Dương ở ngoài đời như thế nào. He he, rồi, ok. Thực ra là cái việc thay đổi cái phong cách của mình ở trên các nền tảng khác nhau thì mình cũng đã cân nhắc rất là nhiều. Và cũng nhiều bạn nói rằng là nếu mà làm cái phong cách đưa TikTok vào trong phong cách của YouTube ý, thì nó thể nó làm mất hình ảnh của mình đi. Nhưng mà cá nhân mình thì mình quan điểm đấy là mỗi một nền tảng thì nó sẽ hướng tới những đối tượng khán giả khác nhau. Ví dụ như trên TikTok thì mình có xem trong analytics luôn của mình ý, thì mình thấy là đối tượng khách hàng trẻ
rất là nhiều khán giả trẻ, cực kỳ nhiều. Vậy nên là nếu mà cứ cái khuôn mặt lạnh lùng như thế này, hay là không cười, không mấy cái gì như thế này thì có lẽ là các bạn trẻ các bạn sẽ không thích, và mình sẽ không thể tiếp cận được tới nhiều đối tượng khán giả trẻ được. Và mình sẽ không thể nào mà có được khoảng gần 1,2 triệu sub ở trên TikTok như bây giờ được. Đấy. Còn ở trên YouTube thì mình sẽ làm nghiêm túc hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là mình biết được là đối tượng khán giả xem YouTube của mình rất là nhiều người lớn tuổi, thậm chí là có các bậc phụ huynh này, hay là kể cả là có các em học sinh đi chăng nữa thì mình cũng vẫn sẽ phải làm nghiêm túc thôi. Nhưng nếu các bạn để ý nhá, mình làm ở trên TikTok thì kể cả có làm một cách vui vẻ đi chăng nữa, nhưng không bao giờ mình làm vượt quá cái giới hạn chừng mực cho phép. Hay là nếu các bạn để ý nhá, không bao giờ mình nói bậy. Đấy. Tất nhiên mình nói luôn là ở ngoài đời mình nói bậy kinh lắm, chứ không phải là không đâu. Tuy nhiên là mình quan điểm đấy là khi mà bạn đang xem video của mình, tự nhiên bố mẹ bạn ngồi cạnh, tự nhiên mình văng tục một câu ra thì bố mẹ bạn sẽ nghĩ cái gì, đúng không ạ? Chứ còn nhiều khi các bạn bảo nói là ui rồi ông này cứ bảo là không nói bậy thế này thế nọ, nhưng mà ngoài đời thì không biết thế nào. Đấy thì mình nói luôn, đấy là ngoài đời mình nói bậy nhiều lắm. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì? Đấy là lên hình thì mình không muốn lan tỏa cái điều đó cho những bạn khác, và mình cũng không muốn gây ảnh hưởng đến khán giả của mình, nên là mình mới như vậy. Đấy, kể cả TikTok có làm như thế nào chăng nữa nhưng cũng không nói bậy. Các bạn cứ để ý mà xem. Đấy, và thời gian gần đây thì nó có cái YouTube Short cũng rất là hay, những video ngắn ở trên YouTube ấy, thì mình cũng có up song song trên cả hai nền tảng, thì anh em cũng có thể tham khảo qua nhé. Được chưa? Cảm ơn góp ý của bạn. Còn ngoài đời thì mình là một người rất gần gũi và có thể làm quen nói chuyện với bất kỳ ai. Mình là người dễ tính lắm, thật sự là như thế. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay, câu hỏi đến bạn Trúc Trần, một câu hỏi cũng lại liên quan về mình nữa. Đấy, hình như hôm nay hơi chọn hơi nhiều câu hỏi về bản thân ấy. Bạn hỏi là anh Dương làm nghề gì ạ? Rồi. Thế thì mình làm nghề tư vấn tài chính. Đấy chứ ạ, đấy là nghề chính. Còn lại thì cái thời gian rảnh rỗi các thứ như này thì mình đến đây mình làm YouTube để mà tương tác với các bạn. Còn mình cũng chia sẻ luôn, đấy là cái nghề YouTube này thì nó giúp cho mình rất là nhiều thứ. Thứ nhất là về hình ảnh nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Thứ hai nữa là xin việc nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, kiểu kiểu như thế. Và thứ ba nữa đấy là với việc bạn có hình ảnh rồi thì kể cả bạn đi làm cái nghề gì cũng thế, nó sẽ có một cái chút ưu ái nào đấy hơn. Lương nó sẽ tốt hơn tí. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Còn lại thì nghề chính chưa chắc đã phải là cái nghề mà mang lại thu nhập cao nhất cho chúng ta. Đấy, có thể chính cái nghề tay trái, nghề làm YouTube này sẽ có một cái thu nhập nó tốt hơn. Đấy, nhưng mà mình quan điểm đấy là làm nghề nào cũng thế thôi. Thì cái quan trọng nhất là gì? Đấy là chúng ta có yêu nghề hay không? Chúng ta có đam mê với nghề hay không? Mình thì là sinh viên học viện tài chính. Đấy, nên là mình thì cũng có thể làm được bất kỳ cái gì đó liên quan đến kinh tế tài chính. Bởi vì thực ra là mình quan điểm đấy là bản chất của việc làm video YouTube nó cũng là một dạng video marketing thôi. Ngày xưa ở trong trường mình cũng học được cái điều đó. Đấy, nên là ít nhất là những cái kiến thức ở trong trường nó cũng sẽ giúp một phần nào đó cho mình có thể ra ngoài đời mình dễ sử dụng để mà làm được, áp dụng được cho công việc và cho cả cái niềm đam mê của mình nữa. Được chưa ạ? Rồi. Và như vậy là câu hỏi cuối cùng vừa câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.